Rồi xin mến chào cô chú đến với kênh là Bonsai Mini, tay anh là CT. Thì trên màn hình cô chú mình đang thấy đó là những hoa của thằng Linh Sam hạt gạo Tân Phú. Thì những cây này á được chiết nhánh và mục đích là để cắt tỉa làm bonsai mini lùng lùng. Như trên màn hình cô chú mình đang thấy đó, cây thì phơm tàn của nó khá là tròn trịa và cô chú mình cắt tỉa xíu nữa là ok đẹp đẽ nha. Thì Linh Sam hạt gạo này đó thì chiều cao tầm khoảng chừng 15 cm đổ lại thôi cô chú. Và những cây này cái bộ đốt gốc của nó khoảng chừng ngón tay trỏ đó. Còn cái củ của nó cỡ chừng ngón tay cái luôn nha, rễ bọng đồ có hết rồi. Thì cô chú mình cứ xem tham khảo. Thì những cây Linh Sam hạt gạo này á, mục đích là để ghép mini hòn non bộ tiểu cảnh. Và giá đang giao lưu là 65.000 một cây. Thì cô chú mình có muốn mua thì cứ alo vườn con nha. Số điện thoại là 0 3 8 7 8 49 7 6 2. Gặp Mẫn, rễ bọng đồ một số cây tưới ra nó nổi đẹp như vậy đó nha cô chú. Giá 65.000 một cây nha, cô chú mình cứ alo vườn con ha. Cảm ơn cô chú mình đã xem.